sữa dưỡng lớp Manto, ứng cái bụng, free your flow. Hay là Lê Đức ạ? À? MC Trần Lê Đức. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái trò chơi nữa. Đây là cơ hội để cho các bạn phục thù. Lỡ không phục thù được sao? Nó thua nữa rồi sao? Thua nữa thì phạt nữa. Mà tôi không muốn thử nữa, tụi tôi giữ danh dự. Đúng rồi. Nào mọi người, những cặp đôi vừa thua cuộc đâu ạ? Không biết, tôi không thắng biết. Tôi thắng. Có thua đâu biết. Có thua đâu biết hả? Chắc có mình tôi thấy đây nè. Đúng không? Đây là cặp đôi Minty nè. Đây, mời Honey một cặp. Đây. Minty kìa. Minty kìa. Minty. Đây kìa, mình đeo rồi. Đổi đi nào. Em thấy là ba trò nào đi cũng chơi hết á. Này, cặp nữa đi ạ. Đây, cặp đôi này. Cặp đôi Minty nè. Đây là Minty Real đây. Đó, ok, mời cặp đôi của mình tiến về phía sân khấu ạ. Còn cần nữa không anh? Dạ, em okay. em tính thách đấu được. Em tính thách đấu được. Rồi, bây giờ Honey muốn thách đấu cặp đôi nào? Cặp đôi Lohan Feeling mời lên đây ạ. Lên luôn ạ. Mình thách đấu là mình phải đồng ý luôn. Nhưng sao? Tôi sợ gì? Ok, và chúng ta sẽ đến với trò chơi được mang tên Bánh Bucket Tình Yêu. Cái trò chơi này là hơi gắt nha mọi người. Tôi có nghĩa là chúng ta có một sợi bánh nhỏ. Các bạn sẽ dùng cái khẩu hình miệng chúng chiếm dễ thương của chúng ta. Cặp đôi nào mà chúng ta cắn nó một cái mà nó ngắn nhất thì cặp đôi đó chúng ta giành chiến thắng. Đáng lẽ mình nên thách đấu hết tất cả mọi người nhờ. Ê, cho mình từ chối lời thách đấu được không? Không. Không sao đâu, chúng mình làm được. Thật là cắn ngắn nhất có thể. Đúng. Hôn luôn cũng được. Bỏ cái tay ra. Nè ha. Từ từ thôi. Rồi đớt rồi. Ủa? Cái gì vậy anh ơi? Ủa anh phải cắn chứ. Ủa. Anh chờ là cái này tư rồi sao? Mà này là hũ đen rồi. Đúng rồi. Thôi bị phạt rồi đó. Ôi chết. Rồi tới bên kia đi ạ. Cả hai cùng cắn luôn. Cả hai cùng cắn. Anh ăn từ từ ấy. Đấy. Đừng ngại. Đừng ngại anh. Bắt cận với em đi ạ. Đừng ngại anh Nghĩa. Đừng ngại anh. Ờ, không ngại. Ok. Sáng chưa? Mà chị tôi hôm nay bạo quá. Bạo quá. Để tôi xem cái đôi này như thế nào. Thua. Thì Ý.
Rồi anh Huy ơi, thật ra là anh không thích ăn đồ ngọt. Thật ra thì mình nhìn cái kết quả này là mình cũng biết là đội này đang tạm thời dẫn đầu. Tiếp theo đi ạ. Mày em focus vào hai cái hầm ra. Không đi. Bây giờ hai đứa ăn không còn miếng nào luôn đi đâu. Hai. Ăn không còn miếng nào đi. Hai cái hầm răng này có 500 triệu ấy, cứ focus vào. Không đi, không đi. Cố lên, cố lên. Không đi. Cố lên, cố lên. Đi, cố lên nào. Cố lên, cố lên. Sâu vô, sâu vô. Oh my god. Đi, cố lên nào. Đi, cố lên nào. Cố lên. Khoan từ từ, các bạn hãy đưa về phía trước để cho khán giả cùng xem. Cặp này loại loại anh Giang một cặp rồi. Ok, một cặp chúng ta đã bị loại rồi mọi người. Đi về luôn. Cặp kia dài quá. Chưa cặp kia coi thử đi nào. Loại. Ok, và chúng ta so sánh hai cặp này nè mọi người. Mọi người tiến về phía nhau đi ạ. Từ từ bằng nhau chứ. Ê, bằng nhau nha, chơi lại nha. Bằng nhau. Dài hơn chơi lại không ạ? Dài hơn rồi đúng không? Đúng rồi. Cho người này thắng luôn. Cho phải là người ta thắng. Người ta thắng. Thắng luôn đúng không? Rồi ok. Chúc mừng cặp đôi của Trần Nghĩa và Jong Ju. Quá tuyệt vời. Rồi, mọi người sẵn sàng chưa ạ? Vẫn hình phạt cũ. Đó chính là ôm nhau gãy bóng. Sao nó không có gì mới mẻ hết đi? Ôm nhau gãy bóng. Cái này mới rồi, hồi nãy nữ nữ, nam nam, bây giờ là nam nữ. Nữ nữ ơi, ba nữ ba nam được không? Ba nữ ba nam ôm nhau vậy nè. Đúng rồi. Ở dưới đồng ý ba nữ ba nam không ạ? Đúng được. Không. Bây giờ ai đồng ý giơ tay lên ạ? Tôi. Một, hai, ba. Ai không đồng ý giơ tay lên ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Ai có đồng ý? Thôi rồi. Cái gì vậy? Vậy là số trời đã định rồi. Cặp đôi đầu tiên. Mình chơi lẹ mình đi xuống rồi, các bạn ạ. Chơi lẹ đi xuống nè mọi người. Cho như hôm nay mình chơi game á. Ok, Tommy. À là gì hả? Đúng rồi. Tâm chơi kể nhau hả? Thôi. 1, 2. Sao nó khó vậy ta? Không được, dướng cái nách rồi. Coi chừng đền cao dép nha. Quá tuyệt vời. Cái này tôi trách nha. Cái này tôi trách nha. Lông lách luôn là tâm bể. Lông lách luôn là tâm bể. Thôi kỳ quá à. Chào phó tay cho cặp đôi của chúng ta ạ. Yeah, đi về thôi. Cảm ơn mình rất là nhiều ạ. Anh chị chói vào nhá. Một chàng pháo tay lớn nữa đi ạ. Sợ. Ê, sao chưa thấy bể vậy? Ủa là sao? Gì vậy? Là sao vậy? Tôi mong tôi không bể vậy mọi người. Đôi này thẹn thùng quá à. Mạnh lên. Mạnh đẩy lên. Đẩy lên, mạnh lên. Anh làm được không? Giờ anh có làm được không? Đây, bây giờ anh có làm được không kìa? Anh làm được rồi, anh làm được. Anh có làm được không? Anh có làm được không? Để em lên làm chùm cho nè. Ok. Giờ sao? Anh làm chùm cho. Cố lên, sắp rồi. Ê, sao được đi? Sau 7749 lần cố gắng, chúng ta cũng đã bể bóng rồi. Một tràng pháo tay dành cho cặp đôi của chúng ta ạ. Quá tuyệt vời. Ok, mọi người thấy phần trò chơi vừa rồi có vui chưa ạ? Vui nên làm không vui lắm. Thua nên cũng không vui hả? Bây giờ để khuấy động cái bầu không khí này sẽ là một tiết mục âm nhạc tiếp theo. Yeah. Đến từ một công chúa ngay lần đầu tiên đã đón nghe được chàng hoàng tử của mình. Honey. Một tràng pháo tay dành cho Honey ạ. Thank you.
tuyệt vời. Đây là một cái giây phút mà rất là hồi hộp và dây cấn. Dây cấn nha, giật gân không? Giật gân. Có hài không ạ? Hài hay không là phụ thuộc vào tinh thần của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ có 3 giải phụ. Wow. Wow. Trước tiên, mọi người đoán thử xem ai sẽ là king và ai sẽ là queen ạ? Cô đi nghĩ ai sẽ là king? Tôi nghĩ theo thấy cái trang phục thì hôm nay tôi thấy Fanny Vũ Thịnh giống king với queen nhất. Cảm ơn nhé. Đúng không? Cảm ơn. Nhưng mà về phần phong cách đặc biệt nãy tôi có nói là tôi ấn tượng thằng em của tôi, thằng Long Chi Chi. Wow. Wow. Anh trai của em. Long Chi Chi. Long Chi Chi. Long. Long Chi Chi. Rồi, thế thì Long ơi, Long nghĩ là ai sẽ là king và ai sẽ là queen? Thật ra là bản thân em là em vẫn thấy là anh Vũ Thịnh và chị Fanny. Ôi mà. Em rất là ấn tượng với là cặp đôi này. Trời. Chẳng lẽ là tặng nó một nụ hôn. Trời ơi, thế làm luôn đi anh ạ. Ok. Ôi ơi. Anh Minty nha. Anh nghĩ là ai sẽ là king, ai sẽ là queen à? Trời, trong mắt tôi king với queen hôm nay chỉ có anh Trần Nghĩa với cả chị Dung Chu. Ai nghĩ cặp đôi này ạ? Đây, đây, đây cô nghĩ cặp đôi đó. Wow. Đức ứng. Dạ em muốn nói một điều là em cảm thấy anh Lê Đức là queen, à là king ạ. Wow. Nhưng mà vẫn tỏa sáng ạ. Ý được nha. Thật ra không giấu với mọi người, mình là king nhưng mà là thần king. Mình là king nhưng mà là thần king. Đúng lớp trưởng của ta rồi. Nói câu nào là dính câu đó à. Không, lớp trưởng là king, king nhẹ. Ờ, nhà nước mình king nhẹ. King nhá. Chúng ta sẽ đến với giải phụ đầu tiên. Wow. Cặp đôi được yêu thích nhất. Đây, đây là chiến thắng trong lòng nhân loại á mọi người. Chiến thắng trong lòng nhân loại á mọi người. Nghe nó bị mô quá. Mọi người đã sẵn sàng nghe cái tên đó chưa? Dạ rồi. Chắc mình nghĩ là cái cặp đôi này cũng được rất là nhiều người yêu mến. Ai đã là cặp đôi giành chiến thắng trong trò chơi Bất kết tình yêu đó ạ? Wow. Anh chị ơi. Ok, đó chính là Dung Chu và Trần Nghĩa. Mời hai bạn tiến về phía sân khấu ạ. Wow, nghĩ xem đặt tên con là gì nhá. Cái gì vậy? Thảm đỏ ngày hôm nay lung linh. Ôi, thấy đẹp đôi không ạ? Xứng đáng là cặp đôi yêu thích nhất chưa ạ? Một cuộc thi quá công bằng. Ok mọi người, phần quà dành cho cặp đôi của chúng ta trong ngày hôm nay ạ. Xin mời ạ. Wow. Một tràng pháo tay cho cặp đôi chúng ta ạ. Wow. Tự nhiên trao giải này xong cái mình thấy mình hạnh phúc lay á mọi người. Hôn đi. Mọi người. Tự nhiên em thấy sao vậy? Em thấy sao vậy? Ok, thì cặp đôi được yêu thích nhất chúng ta thể hiện một cái hành động gì đó, thể hiện sự yêu thương nhau đi nào. Anh nhạc anh hôn đi. Ủa chưa thấy. Chưa thấy được cái từ ngọt ngào hạnh phúc gì đó. Làm lại đi. Không thôi điện chưa thấy đó. Gì hết. Mạnh okay. Gần hơn. Gần hơn. Làm lợi đi. Chưa thấy được cái độ hạnh phúc. 1, 2, 3 vô. Wow. Ủa em không ý là đổi á. Đổi cái hành động á. Mình đổi cái hành động á. Khoan, ôm lại.
Camera nói là chưa chụp kịp. Chưa lại chưa thấy được, chưa camera chưa chụp kịp. Camera sẵn sàng chưa? Chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng. 1 2 3. Ý là cái này cái hành động cho mình cưới. Hành động khác. Bô spa dán đi. Tim đi. Làm trái tim đi ạ. Nếu mà như vậy là má phải kèo má luôn. Nó hợp. Trời ơi, em cười quá đáng. Trời ơi. Một chào phó tay dành cho cặp đôi của chúng ta. Rồi, mời hai bạn tiến về phía sân khấu ạ. Ok, mọi người thấy giải thưởng vừa rồi xứng đáng chưa? Xứng đáng. Một giải thưởng tiếp theo mà dựa trên lượt vote của tất cả các bạn. Wow. Cô gái có nụ cười đẹp nhất. Mọi người cười đi ạ, mọi người cười đi. Ghê. Sợ ma. Trời. Cô gái có nụ cười đẹp nhất. Một tràng pháo tay dành cho Luna. Một tràng pháo tay dành cho Luna. Quay lên. Cười đi ạ. Quay lại đây. Quay lại mới thấy cười được. 2, 3. Nụ cười em giờ là nướng cho anh thêm mơ mơ màng. Phố đêm yêu thương phải chắc đã là văn vương mình à. Từng ngày chỉ đợi chờ em thôi, trở về bên tôi. Đối với những cô gái khác thì chúng ta sẽ phát biểu. Đối với Luna, cười 3 phút, cười. Cười ra tiếng nữa không vậy? Cô nhưng mà với 3 biểu cảm mà phải ra tiếng nữa chị ơi. Không ấy, mình trả đồ nữa. Mình mua giải mình không nghĩ là cực như vậy. Mọi người muốn kiểu đầu tiên là cười gì? Cười khóc. Cười khóc. Cười khóc. Cười khóc đi. Cười đã cái nư. Cười đã cái nư. Cười đã cái nư. Có chắc chắn không ạ? Chắc chắn. Em bịt mặt được không? Không, cười đã cái nư đi. 2, 3. Tự nhiên mới đặt giải xong cười vậy sao kỳ quá ha. Ok, cười đã cái nư. Rồi, quá đã. Rồi. Cái này là cái lâu đài. Sao cười? Như Annabelle vậy. Thì đã cái nư mà, đã rồi. Cái nư nó còn chưa đủ độ vang đâu, nó còn vang nữa. Ok, ok, một cái nữa. Cười tét cái nách. Cười tét cái nách. Cười tét nách. Cười tét. Cười tét nách. Cười tét. Cười sao mà tét được nách à? Cười tét nách. Cười. Em nghĩ là đủ rồi đấy. Ok, một chào phát tay dành cho Luna ạ. Cô gái đã có giải thì chàng trai cũng sẽ có giải thôi. Đây không phải là Kim, nhưng đây là một chàng trai có vóc dáng đẹp nhất. Còn ai ngoài Trung Huy đây? Em nghĩ là Hiệp Tuấn Trần á. Em nghĩ là Hiệp Tuấn Trần. Đúng rồi. Ok. Đúng. Trời, cho mình hỏi một cái là ví dụ như mà với cái thể hình rồi đó là thì phải nhìn thì mới biết được chứ. Vậy là Fanny vote Vũ Thịnh chắc rồi. Không má. Ủa cái gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Chưa có nhìn của người khác sao biết được mà vote? À. À, thế mấy anh đứng xếp hàng xong cởi ra nào. Mấy anh đứng xếp hàng xong cởi ra. Nó chơi thôi, nó chơi thôi. Ok, cho mọi người sẵn sàng chưa ạ? Dạ. Chàng trai có vóc dáng đẹp nhất. Một chàng pháo tay dành cho Trung Huy. Một chàng pháo tay dành cho Trung Huy. Một cái giải không phải bất ngờ. Trời ơi. Nhìn anh cái bộ lốp như thế này cơ mà. Mọi người nghĩ thử thách đi. Ok. Sexy đen lộ muối. Em muốn nhìn thấy cái sầu muối của anh. Sexy đen lộ muối đi. Sexy đen chìm anh ơi. Trung Huy ơi, chìm đi bạn ơi. Mọi người thấy giải thưởng này xứng đáng không ạ? Xứng đáng. Xứng đáng. Nhưng mà chưa thấy, chưa tin. Đúng. Chưa đáng đợi. Tôi. Em chưa thấy bao giờ. Bây giờ có 3 cái thử thách dành cho Trung Huy. Đứng ứng.
Em muốn thấy anh Huy cả hỉ ạ. Được, ok, chấp nhận. Ok. Cười để em đứng ngưng ơi. Cả hỉ, tôi cởi cáo khoác ra nha. Cởi cáo khoác ra. Cởi ra nha. Cởi cáo khoác ra. Bung cái thú ra. Thiệt hả? Thiệt. Cởi nút ra. Hãy lên đây. Đôi khi nó mạnh nó cũng không có kết quả tốt lắm, nhẹ nhàng thôi. Ok. Phần trình diễn vừa rồi hài lòng không ạ? À? Cũng tạm được. À, tạm, cũng tạm được. Nhưng mà em thấy kỳ quá. Sao? Trung Huy thì hỏi là được chưa? Anh MC thì chưa, cả hỉ nữa đi. Nữa đi. Ủa là sao? Là sao? Là sao vậy? Là tao MC là sao? Nói là tiếng lòng của mình đi. Đúng rồi đó. Chưa vô. Nói thiệt á mọi người là nhạc nó còn hơi xìu. Anh Huy thì nhảy mà kiểu như là đâu, thì MC làm thử đó. Nhảy theo nhạc đúng không? Vậy thì hãy cho một cái màn thì phạm của bạn MC để cho đúng rồi. Huy làm lại. Nhạc bự lên để cho mạnh điên lên. Tới anh ơi. Đây là sân chơi. Đây hả? Ok. Không, cái này đi đánh, đi cái này là đi đi đánh đánh chống ở làng rồi không phải. Thôi được rồi mọi người, thông cảm cho em đi MC chứ đâu phải dancer đâu mà muốn hãy là hãy được. Đúng không? Ok, một chào phó tay dành cho anh Trung Huy ạ. Và đây là mọi người, nhân vật đặc biệt dần dần xuất hiện rồi. Đó chính là King. King. Đúng rồi. Hai người được vote cao nhất. Sẽ tiến về phía sân khấu thi một phần thi mang tên ứng xử. Trời ơi, vậy nữa. Cái này mới được vote mà phải ứng xử nữa. Là sao vậy? Và King có lượt vote cao nhất của chúng ta đó là hai chàng trai. Wow. Người đầu tiên mang tên Trần Lê Đức. Trần Lê Đức. À. Kinh nhỉ. Kinh không? Kinh. Đàn ông đẹp nhất trong cùng về ai? À. Yeah. Nhìn này kinh nhỉ? Kinh nhỉ? Kinh. Nhìn này kinh thật đấy. Yeah. Wow. Kinh. Và đối trọng của Trần Lê Đức là một chàng trai cũng khá là liên quan. Wow. À. Một chàng phó tay dành cho Trần Nghĩa. Trần Nghĩa. Wow. Trần Nghĩa. Wow. Anh Nghĩa đang bảo sao cứ lôi tao lên hoài nhỉ. Cứu tao. Thì sẽ có một câu hỏi để ứng xử dành cho hai bạn ở đây. Thì một câu hỏi đặc trưng, thì ai sẽ là người trả lời trước? Các bạn có thể oẳn tù tì với nhau. Em trả lời trước đi. Dạ vâng, em trả lời trước. Trả lời trước. Đức trả lời trước hả? Và câu hỏi nó mang thiên hướng hơi gia đình một xí. Gia đình. Thì cách nào để giới trẻ hiện tại sống cởi mở hơn với gia đình của mình ạ? À? Đi bơi á. Đi bơi. Ừ. Đi bơi là cởi mở hết. Hay. Xin mời. Trả lời luôn hả? Đúng anh. Đầu tiên thì mình rất là muốn cảm ơn mọi người đã vote cho mình. Để trả lời câu hỏi vừa rồi thì mình luôn có một quan điểm là ai làm gì cũng sẽ có lý do của họ. Thì mình sẽ dùng cái quan điểm của mình để nhìn nhận vào cái vấn đề này. Có nghĩa là gia đình, bố mẹ làm gì cũng có lý do của bố mẹ, và con cái làm gì cũng sẽ có lý do của con cái. Với một người con, họ luôn muốn khát khao để thể hiện mình có thể làm được, thể hiện mình có thể bằng bạn, bằng bè, hay thậm chí là thể hiện mình giỏi hơn con nhà người ta. Nhưng với một người người cha, người mẹ thì
Các bạn biết đấy, lúc nào cũng sẽ muốn những cái điều tốt nhất cho con cái. Và cha mẹ là những cái người đi trước, những cái người đã có kinh nghiệm rồi. Họ là những người đã từng va vấp và đã từng trải. Tất nhiên, nếu mà mình đã từng trải qua một cái gì đấy nó đau lòng rồi ấy, thì mình sẽ không muốn những cái người mình yêu thương nhất phải trải qua vấn đề đó. Nhưng mà còn với vấn đề của các bạn trẻ thì các bạn trẻ đều ở trong những cái độ tuổi khát khao có thể chứng minh được bản thân mình. Ai cũng nói tuổi trẻ là tuổi khát khao mà. Nên là chỉ muốn có thể thẳng định mình thôi, chỉ muốn có thể được đứng ở đây hay là đứng trước bố mẹ mình và nói bố mẹ mình là con có thể làm được điều đấy. Nên là mình nghĩ rằng nếu mà muốn cải thiện được cái vấn đề giữa gia đình và con cái thì mình rất là mong muốn cả hai phía đều có thể thay đổi được góc nhìn của mình, đặt mình một chút vào vị trí của cha của mẹ và đặt mình một chút vào vị trí con cái. Mình nghĩ như vậy nó sẽ là một cách giải quyết tốt nhất. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Sâu sắc quá. Anh này đúng là kinh thật. Đúng, kinh thật. Một câu trả lời phải nói là nó rất là sâu sắc luôn á. Thì để một người mà thật sự mà nói lên được những cái câu đó thì mình nghĩ là phải trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm trong cuộc sống. Và thậm chí là em nghĩ thôi nha, bản thân em, anh cũng đã có những cái cuộc mà không hiểu nhau giữa ba mẹ và bản thân mình. Cho đến thời điểm hiện tại thì anh đã nói ra được những lời đó, thì em tin là anh đã có một gia đình ở thời điểm hiện tại nó rất là hạnh phúc rồi. Xin chúc mừng anh Lê Đức rất nhiều. Và tiếp theo là câu trả lời đến từ anh Trần Nghĩa. Thực ra thì khi mà nghe Lê Đức nói thì gần như là cũng là những cái gì mà Trần Nghĩa cũng suy nghĩ. Và mình chỉ nghĩ rằng là mình chỉ tóm gọn lại thôi. Tức là trong một gia đình thì chúng ta nên biết lắng nghe, chia sẻ và là bạn của nhau. Thế thôi ạ. Wow. Tuyệt vời. Yeah. Cảm ơn câu trả lời của anh Trần Nghĩa rất là nhiều. Một người thì sẽ nêu ra rất là nhiều những cái quan điểm từ góc nhìn của một người con và góc nhìn của từ cha và mẹ để nói lên cái hiện trạng của giới trẻ hiện tại đang dần mất giao tiếp với gia đình mình. Thậm chí là đôi khi chúng ta về gặp nhau, về gặp bố mẹ thôi, chúng ta lao vào phòng, chúng ta ăn cơm, nhiều khi không ăn cùng bố mẹ nữa. Đó là mất đi dần cái bản chất văn hóa của người Việt Nam của chúng ta. Và những cái đó là những cái giá trị cốt lõi mà mình nghĩ là ở giới trẻ của chúng ta nên gìn giữ. Mình không phải là người tiên phong, mình không phải là người đi đầu, nhưng hãy là người đầu tiên giữ gìn cái bản sắc đó nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn phần trả lời vừa rồi của hai anh. Có thể là về vị trí xong chọn queen cái mình lên luôn ha. Queen của chúng ta trong ngày hôm nay là một cô gái đang ngồi bên phía tay phải của em. Hoặc là Fanny nè, hoặc là Rancy nè, hoặc là... Tính ra là bốn người còn lại là có Dương Miện trên đầu hết rồi, còn chị Chon Chu chưa có. Đúng rồi. Đấy, để không làm mất thời gian của tất cả mọi người nữa, một tràng pháo tay thật lớn dành cho Chon Chu. Chon Chu. Có khi nào là cú đúp danh hiệu không ta? Cú đúp danh hiệu. Cú đúp danh hiệu của anh. Của anh hai. Cú em anh hai lịch sử. Con em Man City dắt luôn nè. Cảm ơn. Một cô gái tiếp theo. Cô gái tiếp theo được mang tên Rancy. Rancy. Ok, xin chào hai bạn ạ. Hiện tại thì đây là một cô gái đã có một giải thưởng phụ của chương trình rồi. Và đây là một cô gái chúng ta chưa có giải thưởng, nhưng chúng ta sẽ có cơ hội có giải thưởng cao nhất. Và đây là câu hỏi dành cho tất cả các bạn. Giới trẻ hiện tại, chúng ta thường dùng cách nào để chia sẻ yêu thương? Ai sẽ là người trả lời trước ạ? Thì em nghĩ là hiện tại chúng ta đang bị chạy theo cái những cái trước mắt mà mình quên đi những cái người thật sự ở bên cạnh mình. Tại vì hình thường có cái xu hướng là những người thân ở bên cạnh mình á, thì mình còn rất là nhiều thời gian để mình ở bên cạnh họ. Nên là mình đôi lúc là mình bị bỏ quên. Và em nghĩ là để giới trẻ hiện tại có thể chia sẻ tình yêu thương của mình đối với mọi người thì mình nên sống chậm lại,
mình nên biết quan tâm đến những người xung quanh mình, những người mà mình gặp hàng ngày. Tại vì mình hãy sống như là không thể biết được đây sẽ là cơ hội lần cuối mình có thể gặp được người đó nữa. Wow, thật là sâu sắc rồi. Quá tuyệt vời ạ. Cảm ơn Renzi rất là nhiều. Và Yeonju ạ. Em suy nghĩ là Renzi phải yêu. Mình phải yêu. Mọi người yêu nhau nha. Yeah, đúng. Quá dễ thương. Mọi người nhớ yêu nhau nha. Ok, chúng tôi yêu Yeonju rất là nhiều ạ. Một tràng pháo tay dành cho hai cô gái của chúng ta. Ok. Và mời hai bạn tiến về phía dưới. Mình nghĩ là sau cái phần ứng xử vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào đoán ra được rồi, đúng không ạ? Tôi đoán là MC sẽ công bố. Tôi đoán là cả bốn người đi. Cả bốn người hả? Và phần tiếp theo, đây là phần công bố King của chúng ta. Và xin một lần nữa mời hai nhân vật đặc biệt của chúng ta là anh Trần Lê Đức và anh Trần Nghĩa tiến về phía sân khấu ạ. Áp lên quá trời lên. Anh King hả? King. Đấy. King. King thật đấy. King thật đấy. Ảo thật đấy. Này cho phép em đứng giữa nha mọi người. Wow. Đây. Gây cấn. Khúc nhạc này phải là hồi hộp vào. Rồi cầm tay đồ vô. Ừ, cầm tay luôn hả? Cầm tay vô, xong rồi đó là em, là anh, là em, là anh. Cái gì vậy Lâm? Đi lên. Anh đồ. Đi lên liền. Hay gợi ý lắm á. Trần Nghĩa hay là Lê Đức ạ? À? MC Trần Lê Đức. Lớp trưởng. Yeah. Trần Nghĩa. Yeah. Lê Đức. Ai cũng nói tuổi trẻ là tuổi khát khao mà. Nếu mà muốn cải thiện được cái vấn đề giữa gia đình và con cái thì mình rất là mong muốn cả hai phía đều có thể thay đổi được góc nhìn của mình, đặt mình một chút vào vị trí của cha của mẹ và đặt mình một chút vào vị trí con cái. Trong một gia đình thì chúng ta nên biết lắng nghe, chia sẻ và là bạn của nhau. Trần Lê Đức. Wow. Đức cấp. Ok, vào mời. Cảm ơn anh Nghĩa rất là nhiều. Mà anh Nghĩa tiến về phía dưới ạ. Dạ, anh Đức nén lại sân khấu về một xíu nha. Và tiếp theo chúng ta mời hai nàng queen của chúng ta trong ngày hôm nay tiến về phía sân khấu ạ. Trường bắp em ơi. Đức cấp ơi, hay quá anh ơi. Hay không, hay không? Đức cấp rồi. Ok không? Và queen của chúng ta trong ngày hôm nay là bên này hay bên kia? Renzi. Và xin được chúc mừng. Mình nên sống chậm lại. Mình nên biết quan tâm đến những người xung quanh mình. Mình hãy sống như là không thể biết được đây sẽ là cơ hội lần cuối mình có thể gặp được người đó nữa. Gen Z phải yêu. Mình phải yêu. Mọi người yêu nhau nha. King và Queen của chúng ta. Renzi và Lê Đức ạ. Mời cô đi đại diện trao giải thưởng ạ. Ôi trời. Như một cú tát rồi. Ôi cái gì đây? Què rồi. Què. Trời ơi. Ê, đầy cái ghế, đầy cái ghế. Ôi trời, đang nghe mình thôi. Quá là tinh tế rồi. Rồi. Chưa. À, ngựa.
Mọi người bắt ở phần này thôi nha, cho cô đi đất quê. Ok, và mời Luna lên trao chuyện của chúng ta. Em không được. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Lộn. Cái gì vậy bà nội? Giỡn em. Chúc em. Thôi, chúc em. Đeo lên luôn, đeo lên luôn. Đeo hai cái. Đứt bộ. Hai nhiệm kỳ luôn. Nhiệm kỳ năm ngoái, nhiệm kỳ năm nay luôn. Đúng rồi. Wow. Wow. Cảm ơn. Nặng quá. Ok, xin chúc mừng Kim và Queen của chúng ta. Cảm ơn nhà tài trợ. Ê, tôi với bạn giống nhà tài trợ lên. Cảm ơn Luna và cô đi rất là nhiều ạ. Yeah. Và mời hai bạn Kim và Queen của chúng ta tiến về phía giữa sân khấu ạ. Là Kim và Queen của chương trình của chúng ta trong ngày hôm nay thì cảm xúc của Renzi thì như thế nào ạ? Hiện tại là em rất là xúc động mọi người ạ. Từ nhỏ đến lớn giờ đây là lần đầu tiên em được giải nhất mọi người. Dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều, em xin hết rồi. Yeah. Ok, và tiếp theo anh Đức. Ừ. Ít thôi nhá. Ít thôi. Rất mất thời gian nhá. Năm từ thôi. À, kêu là ngắn gọn năm từ cảm xúc. Năm từ ạ? Năm từ thôi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ. Ê, sao từ rồi? Sao à? Cảm ơn mọi người lắm. Ok, và cảm ơn phần trả lời vừa rồi của Kim và Queen của chúng ta trong ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây chung vui với buổi dạ tiệc ngày hôm nay. Với một tinh thần rất là máu lửa, chơi hết mình. Mặc dù có bị phạt thì các bạn cũng không phàn nàn gì cả. Với cái tiêu chí của chúng ta là Lead with Love. Và năm tiêu chí chính của chương trình chúng ta là sống yêu thương và chia sẻ, sống biết ơn và trách nhiệm, sống khát vọng và hành động, sống bản lĩnh và kỷ luật, sống an toàn và khỏe mạnh. Và xin một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đang có mặt trong buổi ngày hôm nay ạ. Ok, và một phần đặc biệt, King và Queen của chúng ta sẽ có một màn khiêu vũ vô cùng đặc biệt ạ. Tuyệt vời. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa ạ. Long đừng khóc nha Long. Em vui mà. Em cười mà chảy nước mắt kìa. Em vui mà. Một tràng pháo tay dành cho Kim và Queen của chúng ta. Yeah.